Mở đầu bản tin là thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ vị trí của trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,3 đến 17,3 độ Vĩ Bắc, 105,9 đến 106,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp đã giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km một giờ, hiện đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Dự báo trong hôm nay, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía khu vực Quảng Bình đến Đà Nẵng, bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Tràm và vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, báo điện tử VOV đưa tin. Cụ thể đêm 25 tháng 9 khu vực trung bộ Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Quế có mưa to đến rất to. Khu vực Nam biển Đông bao gồm vùng biển của quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Trên đất liền trong sáng nay, vùng ven biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7. Sau trong đất liền có gió giật cấp 6. Từ nay đến ngày 27 tháng 9, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Trung Trung Bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Riêng khu vực Quảng Trị đến Thừa Thiên Quế có nơi trên 150 mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Khu vực từ Thanh Quá đến Quảng Bình mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm, có nơi trên 450 mm. Mưa lớn ở khu vực Thanh Quá đến Quảng Bình có khả năng kéo dài đến hết ngày 28 tháng 9, do mưa lớn liên tục hiện mô hình độ ẩm đất một số khu vực thuộc các tỉnh từ Thanh Quá đến Quảng Ngãi và Con Tum đã gần bão hòa, trên 95% hoặc đạt trạng thái bão hòa nên là nguy cơ sạt lở đất và lũ quét xảy ra là rất lớn. Ngoài ra thì từ nay cho đến ngày 28 tháng 9 trên các sông tại các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có thể xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên tại thượng lưu các con sông từ 3 đến 6 m và tại hạ lưu từ 1,5 đến 3 m. Trong đợt lũ này thì mực nước đỉnh lũ thượng nguồn sông cả Nghệ An, sông La Hà Tĩnh ở mức báo động 1 và trên báo động 1, hạ lưu dưới báo động 1. Vâng thưa quý vị và các bạn, hoàn lưu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến cho mưa lớn kéo dài trên vùng miền núi gây ngập lục cục bộ. Nhiều tuyến đường hiện nay ở huyện Minh Quá, tỉnh Quảng Bình đã bị chia cắt. Và hiện thì tỉnh Quảng Bình đã đang có mưa to đến rất to. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công điện khẩn gửi các địa phương đơn vị chủ động hỗ trợ nhân dân trong phòng chống thiên tai hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. Báo Nông nghiệp đưa tin. Cụ thể trên tuyến biên giới đất liền thuộc huyện Minh Hóa tại các ngầm Ca Ai, Hà Nông, xã Dân Hóa và ngầm Cô Pi, Tà Cổ, xã Trọng Hóa, đường vào xã Hóa Sơn, nước lên cao từ 0,5 đến 1 mét, người và phương tiện không qua lại được. Quốc lộ 12A, đoạn km 121 800 thuộc bản Y Leng, xã Dân Hóa bị sạt lở khoảng 50 mét khối đất đá, gây ách tắc giao thông, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đã tăng cường lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương thiết lập cảnh báo và phối hợp với công ty quản lý đường bộ 909 khắc phục điểm sạt lở. Hiện tại thì các đơn vị bộ đội biên phòng Quảng Bình đã tăng cường lực lượng thiết bị đặt cảnh báo và không để cho người dân qua lại các khu vực ngập lụt, các điểm có nguy cơ sạt lở, thông báo kêu gọi và yêu cầu người dân không đi vào rừng, đồng thời đảm bảo được lương thực thực phẩm, dự phòng sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống vâng và cũng trước tình hình mưa lũ thì nhiều hồ đập trên địa bàn của tỉnh quảng bình đang bị xuống cấp trầm trọng khiến cho người dân sống cạnh đó cảm thấy lo sợ trong mùa mưa lũ sẽ làm ảnh hưởng đến an toàn hồ đập mong mỏi sớm được nâng cấp sửa chữa để đảm bảo phục vụ nông nghiệp và đời sống của người dân nơi đây Ông Trần Hồng Quảng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị hiện đang quản lý 34 hồ chứa vừa và lớn, 4 đập dâng và nhiều hồ thủy điện có dung tích dưới 2 triệu mét khối nước. Hầu hết là được xây bằng thủ công và tuổi thọ cũng đã rất cao nên hiện tượng xuống cấp nhanh chóng. Công ty đã triển khai khắc phục sửa chữa những hạng mục nhỏ nhằm phục vụ cho sản xuất. Tuy nhiên thì với những hư hỏng lớn đến nay vẫn chưa có kinh phí để khắc phục và sửa chữa đã ảnh hưởng lớn đến năng lực phục vụ của công trình. Cụ thể, theo ghi nhận của phóng viên tờ Dân Việt tại Hồ Trung Thuần, nằm trên địa bàn xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hồ này được xây dựng từ năm 1980, được đưa vào sử dụng vào năm 1982 nhằm phục vụ tưới tiêu cho gần 200 ha lúa các xã Quảng Thạch, Quảng Lưu, Quảng Phương. Tuy nhiên, do công trình được xây dựng từ lâu nên khá nhiều hạng mục đã bị xuống cấp, gây mất an toàn cho hàng trăm hộ dân sinh sống phía dưới chân đập các hồ eo hụ, tróc vực cũng nằm vào cảnh tương tự như hồ Trung Thuần như là mái thượng lưu, đá lát khang sặc lở nhiều chỗ, chưa có tường chắn sóng, đỉnh đập bằng đất cấp phối chưa được gia cố bảo vệ, mái hạ lưu chưa được gia cố đành thoát nước. Thưa quý vị, quá trình thi công cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 qua địa bàn của tỉnh Thanh Hóa đã làm ảnh hưởng đến nhiều đoạn đê dòng chảy của sông kênh Bưng Thủy Lợi tuy nhiên đến nay chủ đầu tư là ban quản lý dự án thăng long thuộc bộ giao thông vận tải vẫn chưa hoàn trả khắc phục cho địa phương thực trạng này đang gây khó cho tỉnh thanh hóa trong công tác quản lý và thực thi pháp luật về thủy lợi đê điều và phòng chống thiên tai khi đang trong thời điểm cao điểm của mùa mưa bão Ông Lê Anh Tiến, hạt trưởng hạt quản lý đê Vĩnh Lộc thuộc Tri cục Thủy lợi tỉnh Thanh Hóa khẳng định, tuyến đê bao hón bông là cao trình chống lũ của toàn bộ xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc và các xã lân cận của huyện Hà Trung. Hiện thì tuyến đê bị sạt lở khá nghiêm trọng, hai điểm giao cắt với cao tốc hiện thấp hơn từ 50cm cho đến 2m so với hiện trạng ban đầu. Tình trạng này chỉ cần nước sông mã dâng lên báo động 2 thì nước sẽ tràn vào và ảnh hưởng đến hoa màu dân sinh của hàng trăm hộ dân và khoảng 100 hecta đất nông nghiệp của xã Vĩnh An, trang Việt Nam Plus đưa tin. Cụ thể, đoạn cao tốc từ km 309 800 đến km 310 380 cắt qua tuyến đê bao 5 hón bông xã ở xã Vĩnh An cũng chưa hoàn trả lại mặt đê, máy đê theo hiện trạng ban đầu. Hiện cao độ đê của các vị trí hầm chui tiếp giáp với đường cao tốc đang thấp hơn so với mặt đê cũ, vết sạn. Xạ đứng thành vào mái đê vẫn đang có diễn biến mở rộng thêm khiến cho người dân và chính quyền địa phương rất lo lắng mỗi khi có dự báo mưa bão không chỉ là huyện vĩnh lộc mà tình trạng này cũng xảy ra tại huyện hà trung ở các hầm chui khu dân sinh phần đáy hầm quá thấp chỉ cần một cơn mưa xuống là hầm bị ngập nhân dân không đi lại được. Mưa to sẽ gây ra ngập úng đối với các diện tích sản xuất nông nghiệp do không có canh mương tiêu thoát nước. Tất cả đã gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt sản xuất của các hộ dân trên địa bàn 6 xã có đường cao tốc đi qua huyện Hà Trung, khiến cho nhân dân kiến nghị nhiều lần. Đoạn cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 dài 63,37 km có tổng mức đầu tư là 12.918 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Thăng Long làm chủ đầu tư. Thưa quý vị, giá sầu riêng tỉnh Đắk Lắk trong 2 tuần qua đã quay đầu lao dốc, hạ giá sâu so với thời điểm cách đây hơn một tháng. Trước đó thì giá sầu riêng loại 1 quả đẹp đủ cỡ có giá trị khoảng 90.000 đồng đến 100.000 đồng một ký thì nay đã hạ xuống còn từ 65 đồng đến khoảng 70.000 đồng một ký. Khi ngành hàng này đang hot thì nhiều thương lái đã lao theo cơn sốt sầu riêng gom hết vốn liếng thậm chí là vay mượn để tất tay. Vì vậy khi mà giá sầu riêng quay đầu cũng là lúc mà thương lái ngấm đòn thua lỗ. Không ít các thương lái chỉ cắt một ít hoặc là vào dạo đầu thu đợt một rồi bỏ của chạy lấy người. Đắk Lắc tất tay với sầu riêng rồi bỏ của chạy lấy người là bài viết trên báo điện tử Tiền Phong. Cái thương lái ở Đắk Lắk chia sẻ dù giá sầu riêng giảm nhưng nhiều nông dân vẫn cho rằng giá đang cao nên neo không chấp nhận mức thương lái đưa ra. Để các lỗ có thương lái đã đến từng nhà xin giảm giá xuống. Có nhà đồng ý chia sẻ rủi ro nhưng cũng không ít trường hợp giữ nguyên giá trong hợp đồng. Thực tế khi giá giảm thương lái bị ảnh hưởng rất nhiều bởi trước vụ thu hoạch họ đã thỏa thuận mua sầu riêng của nông dân trên 80.000 đồng một ký và đặt cọc từ vài chục triệu đến hơn trăm triệu đồng. Vậy nên khi giá sầu riêng quay đầu thương lái lỗ nặng nói về lý do giá sầu riêng năm nay bị đẩy lên mức cao nhất từ trước đến nay trên 80.000 đồng một kg, thậm chí có thời điểm 100.000 đồng một ký thương lái Nguyễn Văn Văn tại xã Ia Cơ của huyện tỉnh Đắk Lắc cho hay, năm nay đội ngũ lái buôn sầu riêng chuyên nghiệp có lực lượng từ môi giới hay gọi là cò bất động sản tham gia. Tuy nhiên, sầu riêng là ngành hàng đặc thù, có thời điểm thu hoạch và phụ thuộc nhiều vào thị trường tiêu thụ, không giống như bất động sản. Khi cò bất động sản lớn sơn sang lĩnh vực mua bán sầu riêng đã vô tình tạo cho ngành hàng này trở nên sốt dẻo. Nhiều trường hợp đặt cọc mua sầu riêng với giá cao ngất ngưởng đến mức ảo mà các cơ quan chức năng và các chuyên gia cũng đã cảnh báo. chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh hiếm gặp gây ra khi mà nhiễm phải virus đậu mùa khỉ. Tổ chức y tế thế giới WHO cũng đã đưa ra những cảnh báo về nguy cơ bùng phát mạnh căn bệnh này trên toàn thế giới. Vâng, theo thông tin từ các cơ quan y tế vào ngày 25 tháng 9, nước ta ghi nhận 2 ca mắc đậu mùa khỉ trú tại tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. Tờ báo điện tử Thông tin, tờ báo điện tử Thanh niên đưa tin chi tiết. Theo CDC Đồng Nai, ca đậu mùa khỉ đầu tiên có địa chỉ thường trú tại tỉnh Đồng Nai chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Bệnh nhân khởi bệnh từ ngày 17 tháng 9 lúc đó đang ở thành phố Hồ Chí Minh và có các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, vã mồ hôi, ngứa nổi mụn mủ ở cơ quan sinh dục. Bệnh nhân đi khám điều trị tại phòng khám tư nhưng bệnh không giảm. Ngày 22 tháng 9, bệnh nhân đến bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh khám. Tại đây các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân nhiễm đậu mùa khỉ nên đã lấy mẫu gửi viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 23 3 tháng 9 bệnh nhân có kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ. Ngoài ra, theo CDC Đồng Nai, ngày 16 tháng 9 bệnh nhân có tiếp xúc với bạn gái ở Bình Dương, hiện người này cũng đang có triệu chứng phát ban dạng mụn mủ xung quanh cơ quan sinh dục. CDC Đồng Nai đã chuyển thông tin trường hợp này cho CDC Bình Dương xác minh, điều tra xử lý. Hiện Sở Y tế Bình Dương đã tiến hành khoanh vùng khử khuẩn khu vực nhà trọ ở xã Tân Bình nơi bệnh nhân nữ sinh sống. Vâng, liên quan đến ca bệnh đậu mùa khỉ ở tỉnh Đồng Nai nói trên, theo điều tra dịch tễ bệnh nhân trọ tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC đã tiến hành điều tra tiền sử đi lại, lập danh sách gồm 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Trong 8 người này có một người là bạn của bệnh nhân hiện cư trú tại tỉnh Bình Dương. Và như đã thông tin trên thì người này hiện đã có kết quả xét nghiệm dương tính với động mùa khỉ. Vậy là việc phòng ngừa lây nhiễm sẽ như thế nào? Báo điện tử Thanh niên tiếp tục thông tin về vấn đề này. Theo đó, sau khi phát hiện bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã triển khai điều tra dịch tễ, khoanh vùng xử lý. Những người tiếp xúc gần cư trú tại thành phố đã được hướng dẫn sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà 21 ngày, hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn toàn bộ nhà trọ và các vật dụng cá nhân của bệnh nhân. Những người tiếp xúc gần này hiện ổn định, không có triệu chứng bất thường. Trong 3 tuần trước khi khởi phát triệu chứng, bệnh nhân chỉ ở Việt Nam. Hiện tại, các nhân viên y tế của HCDC vẫn đang tiếp tục điều tra, theo dõi sức khỏe của bệnh nhân và những người tiếp xúc.